Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi-thiên 137. Chúng tôi đang ngồi trên mé sông Babylon bèn nhớ lại Si-ôn và khóc. Chúng tôi treo đờn cầm chúng tôi trên cây dương liễu của sông ấy. Vì ở đó những kẻ bắt chúng tôi làm phu tù có biểu chúng tôi hát sướng. Kẻ cướp giật chúng tôi có đòi chúng tôi hát mừng mà rằng: hãy hát cho chúng ta một bài ca của Si-ôn. Trên đất ngoại bang chúng tôi làm sao hát được bài ca của Đức Giê-hô-va? Hỡi Giê-ru-sa-lem, nếu ta quên ngươi, nguyện tay hữu ta quên tài năng nó đi. Nếu ta không nhớ đến ngươi, chẳng thích Giê-ru-sa-lem hơn sự vui vẻ nhất của ta. Nguyện lưỡi ta dính nơi ổ gà. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại các con cái Edom trong ngày Giê-ru-sa-lem. Chúng nó nói rằng: hãy hủy hoại cho đến tận nền nó đi. Ở con gái Babylon là kẻ phải bị diệt. Phước cho người báo trả ngươi tùy theo điều ác ngươi đã làm cho chúng ta. Phước cho người bắt con nhỏ ngươi, đem chà nát chúng nó nơi hòn đá. Chương 2. Vậy nên chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe, e kẻo bị trôi lạc chăng. Vì nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc, và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi, mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được? Là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta. Đức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép màu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra để làm chứng với các kẻ đó. Vả, thế gian hầu đến mà chúng ta nói đó, Đức Chúa Trời chẳng từng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ. Nhưng có kẻ đã làm chứng rằng: loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là ai mà Chúa săn sóc đến? Chúa đã đặt người ở dưới thiên sứ một chút, cho người đội mão triều vinh hiển tôn trọng, và đặt mọi vật dưới chân người. Đức Chúa Trời đã khiến mọi vật phục Đức Chúa Giêsu như vậy, thì chẳng để cho một vật nào chẳng phục Ngài. Song hiện nay chúng ta chưa thấy mọi vật phục Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu này mà đã ở dưới các thiên sứ một chút, chúng ta thấy Ngài. Vì sự chết Ngài đã chịu, được đội mão triều vinh hiển tôn trọng. Ấy vậy, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu đã vì mọi người nếm sự chết. Thật đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì đã khiến đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy, nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành là phải lắm. Vì đấng làm nên thánh và kẻ được nên thánh đều bởi một cha mà ra. Cho nên Ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em, khi Ngài có phán: tôi sẽ truyền danh Chúa cho anh em tôi, và ngợi khen Chúa ở giữa hội. Ngài lại phán: ta sẽ phó thác ta cho Chúa. Lại phán: ta đây, ta với các con cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho ta. Vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Vì quả thật, không phải Ngài đến vùa giúp các thiên sứ, bèn là vùa giúp dòng dõi của Abraham. Nhưng đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân. Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Thư Hê-bơ-rơ chương 3. Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh, là kẻ dự phần ơn trên trời gọi. hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Giêsu. Ngài đã trung tín với đấng đã lập Ngài, cũng như Môi-se trung tín với cả nhà Chúa vậy. Vì Ngài đã được xưng là đáng vinh hiển cao trọng hơn Môi-se, chẳng khác nào thợ cất nhà được tôn trọng hơn chính cái nhà. Vả, chẳng có một cái nhà nào không phải bởi có người dựng nên, mà đấng đã dựng nên muôn vật, ấy là Đức Chúa Trời. Còn về Môi-se, người đã trung tín trong cả nhà Chúa như một kẻ tôi tớ, gọi đến làm chứng về điều ngày sau sẽ được rao giảng. Nhưng Đấng Christ thì trung tín như con trai quản trị nhà Chúa, mà nhà Chúa tức là chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và trông cậy, là sự chúng ta lấy làm vinh hiển. Cho nên, như Đức Thánh Linh phán rằng, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn, là ngày thử Chúa trong đồng vắng, là nơi tổ phụ các ngươi thấy công việc ta làm trong 40 năm, mà còn thử để dò xét ta. Nhưng đó ta giận dòng dõi này và phán rằng, lòng chúng nó lầm lạc luôn, chẳng từng biết đường lối ta. Này là lời thề mà ta lập trong cơn thạnh nộ rằng, chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ của ta. Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng giữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng. Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Vì chúng ta đã được dự phần với Đấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng, trong khi còn nói rằng, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn. Vả, ai là kẻ nghe tiếng Ngài rồi nổi loạn? Há chẳng phải những người nhờ Môi-se dẫn ra khỏi xứ Ai-cập sao? Đức Chúa Trời đã giận ai trong 40 năm? Há chẳng phải giận những kẻ phạm tội mà thấy họ đã ngã trong đồng vắng sao? Ngài lại thề với ai rằng không được vào sự yên nghỉ của Ngài? Há chẳng phải với những người không vâng lời sao? Vả, chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì cớ không tin. Chương 8. Benjamin sanh Bela, con trưởng nam. Thứ nhì là Ách-bên, thứ ba là Ạc-ra, thứ tư là Nô-ha, và thứ năm là Ra-pha. Con trai của Bela là Ác-đa, Gê-ra, Abi-hút, Abi-sua, Na-a-man, A-hoa, Gê-ra, Sê-phu-phan và Hu-ram. Đây là các con trai của Ê-hút. Những người ấy đều làm trưởng tộc của dân Gê-ba. Dân ấy bị bắt làm phu tù dẫn đến đất Ma-na-hát. Na-a-man, Ahia và Gê-ra đều bị bắt làm phu tù, và người sanh ra U-sa và Ahihud. Sa-ha-ra-im sanh con ở trong xứ Moab, sau khi để Hu-sim và Ba-ra, hai vợ người. Bởi Hô-đe vợ người thì sanh được Giô-báp, Si-bia, Mê-sa, Man-cam, Giê-út, Sô-kia và Mịt-ma. Những người này là con trai của người và đều làm trưởng tộc. Bởi bà Hu-sim, người sanh Abitub và En-ba-an. Con trai của En-ba-an là Ê-be, Mi-se-am và Shemết. Người ấy xây thành Ô-nô và Lót với các hương thôn nó. Lại sanh Beria và Shema, hai người làm trưởng tộc của dân cư Ayalon và đã đuổi dân thành Gác. Con trai của Beria là Ahio, Sa-sát, Jeremoth, Sebadia, Arat, Ede, Mikael, Yitfa và Yoha. Con trai của En-ba-an là Sebadia, Mesulam, Hiki, Hebe, Gitmerai, Gitlia và Yobab. Con trai của Shimei là Yakim, Siekri, Sabdi, Elienai, Siletai, Elien, Adaya, Beraya và Shimrat. Con trai của Sa-sát là Gitban, Ebe, Elien, Abdon, Siekri, Hanan, Hanania, Elam, Antotia, Gibdeya và Phenuen. Con trai của Jeroham là Samserai, Sheharia, Atalia, Yareshia, Elia và Siegri. Những kẻ ấy làm trưởng tộc, đứng đầu trong dòng dõi của họ và ở tại thành Jerusalem. Tổ phụ của Gabaon ở tại Gabaon, tên vợ người là Maaka, con trưởng nam người là Abdon. Lại có Sanh, Surơ, Kích, Ba Anh, Nadab, Gedo, Ahio và Seke. Mít-lô, Sanh, Shimea, chúng cũng đồng ở cùng anh em mình tại Jerusalem đối mặt nhau. Nê-rơ, Sanh, Kích, Kích, Sanh, Sao-lơ, Sao-lơ, Sanh, Jonathan, Man-ki-sua, Abinadab và Et-ba-anh. Con trai của Jonathan là Meri-ba-anh. Meri-ba-anh, Sanh, Mika. Con trai của Mika là Phi-thôn, Melech, Tarea và Acha. Acha sanh Jehoada. Jehoada sanh Alemet, Akmavet và Simri. Simri sanh Một-sa. Một-sa sanh Binea. Con trai của Binea là Rapha. Rapha sanh Eleasa. Eleasa sanh Asen. Asen có 6 con trai, tên là Arikham, Bokru, Ismael, Shearia, Obadia và Hanan. Hết thảy những người ấy đều là con trai của Asen. Con trai Esed, anh em của Asen là Ulam, con trưởng nam, Giê-úc thứ nhì và thứ ba là Eliphelet. Con trai của Ulam đều là anh hùng, mạnh dạn, có tài bắn giỏi. Chúng có con và cháu rất đông, số là 150 người. Hết thảy người này đều là con cháu của Benjamin. Chương 9. Ấy vậy, cả dân Israel được biên vào sổ theo các gia phổ. Kìa, đã ghi chép vào sách ký lược của các vua Israel. Dân Juda, tại tội lỗi họ, bị bắt đem qua nước Babylon. Sau khi từ Babylon trở về, các người ở đầu tiên trong địa nghiệp và trong các thành ấp của chúng là người Israel, thầy tế lễ, người Lê-vi và người Nê-thi-nim. Ở tại thành Jerusalem có người Juda, người Benjamin, người Ephraim và người Manasseh. Về dòng Phêrết là con của Juda, có U-thai, con trai của Amihud, Amihud con trai của Omri, Omri con trai của Imri và Imri con trai của Bani. Bởi người Shiloni có Asaya con trưởng nam và các con trai của người. Bởi con cháu Serach có Jeuen và anh em người là 690 người. Về dòng Benjamin có Shalu con trai của Mesulam, Mesulam con trai của Hodavia, Hodavia con trai của Asenua. Lại có Gibneia con trai của Jeroham, Ela con trai của Usi, Usi là con trai của Mikeri và Mesulam con trai của Shephatia. Shephatia là con trai của Reuel, Reuel con trai của Gibneia và anh em chúng kể theo thế hệ thì được 956 người. Những người ấy đều làm trưởng tộc. Trong những thầy tế lễ có Jedaya, Jehoiarib, Yakin và Asaria con trai của Hinkia, Hinkia con trai của Mesulam, Mesulam con trai của Sadok, Sadok con trai của Merayot, Merayot con trai của Ahitub là kẻ cai quản đền của Đức Chúa Trời. Lại có Adaya con trai của Jeroham, Jeroham con trai của Phasua, Phasua con trai của Mankia, Mankia con trai của Maesai, Maesai con trai của Adien, Adien con trai của Yasera, Yasera con trai của Mesulam, Mesulam con trai của Mesilemit, Mesilemit con trai của Ime và anh em của chúng, số là 1760 người, đều làm trưởng tộc, có tài hầu việc trong đền của Đức Chúa Trời. Trong người Lê-vi có Shemaya, con trai của Ha-súp, cháu của Arikham, chắc của Ha-sa-bia, thảy đều thuộc về dòng Merari. Lại có Bác Ba Cát, Here, Gala, Mathania, đều là con trai của Mika, cháu của Siết-ri, chắc của Asap. Obadia, con trai của Shemaya, cháu của Gala, chắc của Jeduthum. Berekia, con trai của Asa, cháu của Enkana, là người ở trong làng dân Netophatit. Những kẻ canh cửa là Salum, Akub, Tanh Môn, Ahiman và anh em của chúng. Salum làm đầu. Cho đến bây giờ, họ canh cửa đông của vua. Còn xưa, tổ tiên họ đều giữ cửa trại người Lê-vi. Salum, con trai Cô-rê, cháu của Ebi-a-sáp, chắc của Cô-ra và anh em tông tộc mình. Ấy là dân Cô-rê, lo coi sóc sự phục dịch và canh giữ các cửa đền tạm. Xưa tổ phụ chúng cai quản trại của Đức Giê-hô-va và giữ cửa trại. Xưa Phinea, con trai Eleasa, làm quan cai chúng, và Đức Giê-hô-va ở với người. Sachari, con trai Mê-sê-lê-mia, là kẻ giữ cửa hội mạc. Những kẻ này đã được lựa chọn hầu canh giữ các cửa, số được 212 người. Người ta chép gia phổ họ theo các hương họ. Vua David và Samuel là đấng tiên kiến đã lập mấy người ấy trong chức của họ. Ấy vậy, chúng và con cháu của chúng đều theo ban thứ mà coi giữ các đền của Đức Giê-hô-va, tức là đền tạm. Các kẻ giữ cửa đặt ở 4 phía đền về đông, tây, nam và bắc. Các anh em chúng ở trong các làng mình phải đến từng tuần theo phiên thứ mà giúp đỡ. Còn 4 người Lê-vi làm trưởng những người canh cửa, hằng giữ chức mình và coi sóc các phòng và kho tàng trong đền của Đức Chúa Trời. Ban đêm, chúng ở xung quanh đền của Đức Chúa Trời canh giữ nó. Đến mỗi buổi sáng sớm, chúng lại lo mở cửa ra. Trong bọn chúng cũng có mấy người được chức giữ đồ khí dụng, vì các đồ ấy đem ra đem vô y theo số. Lại có kẻ khác được các coi sóc đồ đạc và các khí dụng tại nơi thánh, cũng lo giữ bột miếng, rượu, dầu, nhũ hương và các thuốc thơm. Có mấy kẻ trong bọn con trai những thầy tế lễ chế các thứ hương hoa. Còn Mi-ti-thia người Lê-vi, con trưởng nam của Salum, thuộc về dòng Cô-rê, coi sóc việc làm bánh rán trong chảo. Mấy kẻ trong vòng anh em chúng về dòng Kê-hát được chức coi về việc làm bánh trần thiết. Hễ đến ngày Sa-bát thì phải sắm cho sẵn. Đây là những người có chức hát sướng, đều làm trưởng tộc trong người Lê-vi, vẫn ở trong các phòng của đền, và vì phục sự ngày và đêm nên được miễn các công việc khác. Những người ấy đều làm trưởng tộc của người Lê-vi theo dòng dõi họ và ở tại thành Giê-ru-sa-lem. Giê-i-en, tổ phụ của Ga-ba-ôn, ở tại thành Ga-ba-ôn. Tên vợ người là Ma-a-ca. Con trưởng nam của người là Abdon. Lại sanh Su-rơ, Kít, Ba-anh, Nê-rơ, Na-đáp, Ghê-đô, A-hi-ô, Sa-cha-ri và Mít-lô. Mít-lô sanh Shi-mê-am. Chúng cũng đồng ở cùng anh em mình trong thành Giê-ru-sa-lem đối mặt nhau. Nê-rơ sanh Kít, Kít sanh Sao-lơ. Sao-lơ sanh Jonathan, Man-ki-sua, Abinadab và Et-ba-anh. Con trai Jonathan là Meri-ba-anh. Meri-ba-anh sanh Mika. Con trai của Mika là Phi-thôn, Melech, Tarea và Acha. Acha sanh Yaera. Yaera sanh Alemet, Atmavet và Simri. Simri sanh Một-sa. Một-sa sanh Binea. Con trai Binea là Rephaya. Rephaya sanh Eleasa và Eleasa sanh Asen. Asen có 6 người con trai, tên là Arikham, Bốc-ru, Ismael, Shearia, Obadia và Hanan. Ấy đều là con trai của Asen. Chương 10. Vả, dân Phi-li-tin tranh chiến với Israel. Dân Israel chạy trốn khỏi trước mặt dân Phi-li-tin. Có nhiều người bị thương chết trên núi Gilboa. Dân Phi-li-tin đuổi theo kịp Sau-lơ và các con trai người. Đánh giết các con trai ấy là Jonathan, Abinadab và Man-ki-shua. Cơn giặc rất kịch liệt, làm cho Sau-lơ thiệt cực khổ. Khi lính cầm cung kịp đến người, bèn bắn người bị thương. Sau-lơ biểu kẻ vác binh khí hầu mình rằng: Ngươi hãy tuốt gươm của ngươi và đâm giết ta, kẻo kẻ chẳng chịu cắt bì kia đến sỉ nhục ta. Song kẻ vác binh khí người không khứng vâng mạng vì lấy làm sợ hãi. Sau-lơ bèn cầm lấy gươm mình, cúi thúc vào ngực. Khi kẻ vác binh khí thấy Sau-lơ chết rồi, thì cũng lấy gươm cúi thúc vào ngực mình luôn. Vậy Sau-lơ, ba con trai người và cả nhà người đều đồng nhau chết. Khi dân Israel ở trong đồng bằng thấy đạo binh chạy trốn, Sau-lơ cùng các con trai người đã chết rồi, thì bỏ thành mình mà trốn đi. Dân Phi-li-tin đến ở trong các thành ấy. Ngày hôm sau, dân Phi-li-tin đến bóc lột những kẻ tử trận. Thấy Sau-lơ và các con trai người ngã chết trên núi Gilboa, chúng bóc lột thay Sau-lơ, chém đầu người, cất lấy binh khí người, rồi sai kẻ đi khắp xứ Phi-li-tin để báo tin cho các thần tượng và dân sự. Chúng để binh khí của người tại trong miễu các thần của chúng nó, còn đầu người thì đóng đinh treo trong chùa Đa-gôn. Khi dân cư Gia-bê ở Ga-la-át nghe những điều dân Phi-li-tin đã làm cho Sau-lơ, thì những người mạnh dạn đều trỗi dậy đi lên cướp lấy xác vua Sau-lơ và xác các con trai người, đem về Gia-bê, chôn hài cốt của họ dưới cây thông tại Gia-bê, đoạn kiêng ăn 7 ngày. Ấy vậy, vua Sau-lơ chết vì tội lỗi mình đã phạm cùng Đức Giê-hô-va, và vì chẳng có vâng theo mạng lệnh của Ngài, lại vì đã cầu hỏi bà bóng, chẳng có cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Vậy vì cớ ấy Ngài giết người, dời nước người cho về David, con trai Y-sai. Cảm ơn Chúa, lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.